Hoa Lan Tết 2019 xem gì trên kênh YouTube Duy Phong. Những chương trình về kỹ thuật kết hoa lan Tết dành riêng cho các loài hoa. Chế độ chăm sóc lan ngày Tết, những chuyến tham quan vườn lan trước Tết 2019. Tất cả sẽ được kênh thực hiện và gửi đến quý anh chị vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018. Song song đó là các video bán hàng của từng loại lan phù hợp để anh chị chơi Tết 2019, đáp ứng các tiêu chí về giá, màu sắc, hương thơm và hoa nở đúng Tết. Để nhanh chóng nhận được các video mới nhất từ kênh về chương trình Hoa Lan Tết 2019, ngay bây giờ mời quý anh chị cùng nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới.